Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại em đang ở xã Sông Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một cái miếng đất vườn giá rẻ luôn đang bán. Em quay cho anh chị mình xem nha. Thì đây là cái miếng đất vườn mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị nè. Miếng đất vườn của mình là diện tích là 2.500m2. Chủ chốt giá luôn là 1.700.000 nha. Đây, thì trước khi mà quay cái miếng vườn em sẽ quay cái con đường đi trước cho anh chị xem thử ha. Thì đất của mình đó là đường xe máy vô tới đất nha anh chị. Thì hiện tại là con đường chỉ được khoảng 1m thôi. Nói chung là con đường ra này nè khoảng 1m thôi. Từ ở đây mà mình đi ra ngoài đường ô tô á thì khoảng 100m. Một lát em sẽ quay ra cho anh chị mình xem ha. Thì riêng cái đoạn này nè anh chị khoảng 50m đi ra tới cái chỗ cái mí rào ở ngay chỗ này. Thì ở bên này là đất của bà con, của chủ đất luôn. Thì chủ đất sẵn sàng cho anh chị á, nếu mà anh chị muốn thêm 1,5m đường đi nữa thì chủ đất vẫn sẵn sàng cho anh chị để mình lắp cát, làm cái đường bự hơn để đi chung ha. Nhưng mà nói chung là miếng đất này của mình là đường xe máy nha anh chị, chứ không phải là đường ô tô. Trước tiên là em nói rõ cái điều đó, rồi một lát á, cuối cái video á, em sẽ chạy đi ra ngoài đường cho anh chị mình xem cái đường đi luôn ha. Thì bây giờ em xin giới thiệu, đây là cái miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị nè. Miếng đất của mình sẽ có tổng diện tích là 2.500m2 và chủ chốt luôn là 1.700.000 không thương lượng. Thì bề ngang là khoảng 62m, chiều dài là khoảng 42m nha. Bây giờ là để coi đất của mình, bề ngang sẽ tính từ ở ngay chỗ này nè anh chị, cái chỗ mà bụi bông bụp ở đây nè, đó. Từ ở đó chạy dài ngang qua, đi ngang qua bên này luôn, bề ngang là khoảng 62m. Này sẽ đi qua bên này luôn ha. Đó, rồi chiều dài vô là 40m. Bây giờ em sẽ đi cho anh chị xem thử ha. Em sẽ bắt đầu đi từ ở bên này đi cho anh chị mình dễ hình dung. Đường ở đây thì tuy là đường xe máy nhưng mà vẫn còn dài hộ nha. Đó, anh chị nghe chó nó sủa không? Chó nó sủa em đấy. Đây cái kia là đi vô bên trong nhà hàng xóm. Trời ơi, nhà hàng xóm mà vườn cây đẹp dữ vậy. Wow, anh chị xem nhà hàng xóm nè. Sáng ngắm cây thôi là cũng được ha anh chị, rất là đẹp. Quay trở về đất của mình nha. Đất của mình thì giáp ranh thôi ở bên này. Đó, anh chị nhìn xem, đây là cái miếng đất của mình đây. Chạy dài ngang qua, bề ngang qua là 62m nha. Chạy dài vô là 40m. Đó. Anh chị xem nè. Đất của mình thì trước tiên là em thấy trồng dừa. Em thấy trồng dừa với trồng bưởi. Có khoai mì nữa. Đó, đây là dừa đây ha. Những anh chị nào mà ý định mà mua đất gần xã Vĩnh Kim để về làm vườn thì mình có thể quan tâm mấy miếng đất này. Tại vì vườn có dừa cây ăn trái sẵn rồi, thích lắm. Này, đất ở đây là đất nước ngọt và không bị nhiễm phèn, không bị nhiễm mặn nha. Ở dưới là anh chị thấy xanh xanh, cái này là bèo quá nha anh chị. Đó. Em thấy là trồng dừa, trồng bưởi nữa nè. Rồi có xua đũa nữa. Đây là mấy cây bưởi nè anh chị. Mấy cây dừa lùng lùng đó, đang cho trái rồi đó. Em sẽ đi xem ở khu vườn của mình còn cây ăn trái gì nữa không ha. Dừa với bưởi là nhiều. Em sẽ đi qua bên này luôn. Bề ngang của mình là 62m, bề dài là đi vô 42 nha. Tổng diện tích là khoảng 2.500m2. Giá là 1.700.000 không thương lượng. Đây em sẽ đi thử bên này đó nha. Có mấy cây khoai mì kìa. Không phải, xua đũa thôi. Bưởi. Mấy cái trái dừa lùng này nè. Anh chị về là có sẵn trái để uống rồi ha. Rất là mát. Này, bưởi thì cũng cho trái rồi kìa. Nó. Wow. Anh chị thấy mấy cây dừa kìa. Vậy là em thấy rồi anh chị ơi, cái khu vườn của mình nó là chủ yếu là trồng dừa,
với bưởi thôi. Với chuối nữa. Để em đi qua bên này xem đi đâu ha. Đây. Bên kia là giáp ranh với nhà hàng xóm hay gì kìa. Tới cây dừa là hết đó hả? À ở đây hả? Phía dưới luôn hả? À. À tới mấy dưới ở đây luôn phải không? Ok. Đây đất của mình sẽ đi tới đây nha anh chị. Đây. À, nhà hàng xóm ở bên này hả? Đường này còn thơ đi thông nữa không anh? Thông vô nhiều hộ lắm. Mà à, còn đi thông vô bên trong nữa phải không? À, đất của mình sẽ tới đây nè anh chị. Bề ngang là 62 mét sẽ tới đây nè. Tới đây luôn nè. Thì cái đường đi này là giống như là người nửa vậy đó anh chị. Đất của mình thì sạch đẹp không màu mã ha. À, giáp ranh với nhà hàng xóm thì có thôi. Hàng xóm thì bên này. À, nhà của hàng xóm đây luôn nè anh chị. Đó. Rồi em nghe là con đường này đi vô thì khoảng một hay vài hộ nữa. Đây đây là miếng vườn của mình. Nếu mà anh chị nào mà mua vườn không thì em thấy cũng khá là ok ha. Dừa rất là nhiều. Ở đây là đất nước ngọt. Anh chị mình muốn trồng cây ăn trái gì thì mình trồng thôi. Đó. Để em mở định vị lên cho anh chị mình xem nha. Nhiên ơi cho mượn cái điện thoại Nhiên. Để em xem ở đất mình hướng gì ha. Bên trong miếng đất của mình nè. Ủa anh ơi mấy cây này mấy cây gì mà sao nhiều dữ vậy? Ừ cây này mà cho dê ăn luôn hả? Cây gì vậy ngộ vậy? À em mới biết luôn á anh chị. Em thấy là trong vườn của chủ đất á trồng mấy cây xua đũa nè. Thì em nghĩ là hái bông hái xua đũa, lá xua đũa cho dê ăn. Cái em cũng không biết lá này lá gì nhưng mà cái anh dẫn em đi ảnh mới nói là cho dê ăn luôn á anh chị. Hay ha. Em mới biết luôn á. À để em xem mai đất mình hướng gì ha. Này. À, đất của mình là hướng Tây Bắc nha. Đất là hướng Tây Bắc. Rồi em sẽ mở định vị lên cho anh chị xem thử. Này. À, anh chị thấy cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí em đang đứng nè. Ở dưới này là về thành phố Mỹ Tho đó. Ở đây á, là xã Sông Thuận sẽ gần với Vĩnh Kim ha. Này. Đó anh chị nhìn xem nè. Cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí mà em đang đứng ha. Thì cái ở đây là chợ Vĩnh Kim nè. Thì trung bình đó là từ vị trí đất của mình mà mình đi lại chợ Vĩnh Kim, rồi trường học, ủy ban, cụm y tế đâu á anh chị, là trung bình mình đi khoảng tầm chừng 5 đến 7 phút thôi. Cũng rất là gần. Ở quanh đây thì hàng xóm cũng đông lắm. Em sẽ phóng lên cho anh chị xem thử ha. Thì anh chị xem nè. À, cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí em đang đứng đó. Đó thì xung quanh nhà hàng xóm rồi nè anh chị. Đó. Từ ở đây á, mà mình đi về tới thành phố Mỹ Tho á, là khoảng khoảng 14 cây số ha. Từ vị trí của em mà về thành phố Mỹ Tho là khoảng 14 cây số. Chạy xe là khoảng 24 phút. Còn từ ở đây á, mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì khoảng 68 cây số nha. Từ vị trí của em mà về bến xe miền Tây là 68 cây số. Chạy xe là khoảng 1 tiếng 40 phút. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị mình đi ra ngoài đường nha. Cảnh miền quê rất là đẹp, em sẽ quay cho anh chị xem. Này, đây là cái miếng vườn của mình. Chủ yếu là trồng dừa. Chà khỏi mới nhớ mấy số lẻ, nhớ mấy số chẵn thì ngang 60 về 40 đó anh chị, cũng rất là đẹp ha. Đây bây giờ em sẽ dẫn anh chị đi ra ngoài lộ nha. Bỏ vô Nhiên nè. Cái con đường của mình là đường xe máy 1 mét thôi nha. Còn anh chị mà muốn đổ đường là thêm 1,5 mét nữa thì chủ đất vẫn cho mình đổ đường luôn. Rồi đi ra.
đó anh chị xem. Mình sẽ đổ tới đây thôi nha anh chị, mình sẽ đổ tới bên này. Bên này là rào của hàng xóm nè. Đó, tới đây thì đường cũng khá là rộng rồi. Đây, có ngay chỗ này nè anh chị. Đây có cái đoạn này nè. Cái đoạn này thì em thấy là chắc là xe máy thôi chứ ô tô vô không được. Anh chị nhớ cái miếng này không? Cái miếng này là cái miếng nhà vườn mà lúc trước em có giới thiệu cho anh chị nè, mà đóng chủ đất bán rồi. Rồi bây giờ em sẽ đi ra ngoài cho anh chị mình xem nha. Đó, rất là đẹp ha anh chị. Chế này sẽ xuống nè. Đó, đẹp chưa? Wow, nhà sớm trồng cây rồi rất là tươi nha. Đây, em sẽ dẫn anh chị đi ra ngoài ha. Cái con đường này là xe ô tô vô được đó nha anh chị, nhưng mà đang chuẩn bị làm đường á. Đây, nhà cũng khá là đông ha.